Ngân hàng Hàn Quốc này đã hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam hơn 30 năm với 51 chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc, 10 trong số đó tại Hà Nội. Đại diện ngân hàng đánh giá, Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng vẫn luôn là thị trường giàu tiềm năng để phát triển kinh doanh lĩnh vực tài chính ngân hàng trong dài hạn. Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt trung bình 5,2% trong 5 năm qua, cùng với quy mô dân số lớn hơn 100 triệu dân, tạo ra một môi trường tiềm năng để mở rộng các dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng số và fintech. Trong đó, Hà Nội luôn giữ vị trí đầu tàu, là nguồn động lực phát triển kinh tế khu vực và cả nước, và với định hướng chiến lược phát triển Hà Nội thành thành phố thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo, vì thế tiềm năng và nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp và khách hàng ở Hà Nội sẽ càng gia tăng, tạo thêm dư địa và cơ hội mở cho ngân hàng Shinhan Việt Nam chúng tôi. Hà Nội là trung tâm kinh tế giáo dục, khoa học, công nghệ, chính trị, hành chính của Việt Nam, có nhiều trường đại học và đội ngũ giáo sư, chuyên gia hàng đầu về khoa học, công nghệ, số lượng doanh nghiệp ngày càng tăng. Những lợi thế đặc biệt này đã góp phần thu hút đầu tư FDI ngày một tích cực hơn. Bên cạnh các cái yếu tố truyền thống để họ xem xét, ổn định vĩ mô, kết nối, tự do hóa, lợi thế so sánh, ví dụ nhân công chẳng hạn, thì họ còn đòi hỏi một cái môi trường phải bắt nhịp được với cái xu thế mới. Môi trường số tốt, môi trường xanh tốt và một cái môi trường để dịch chuyển các chuyên gia, các lao động kỹ năng, thậm chí là sống tốt cùng với gia đình họ. Tuy nhiên, số lượng khu công nghiệp còn hạn chế hay nhận thức về sản xuất tuần hoàn còn chậm vẫn là những thách thức khiến nhiều doanh nghiệp FDI đầu tư vào thủ đô chăn trở. Đối với thủ đô Hà Nội cũng đang có rất nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã và đang đầu tư. Mà trong khi đó thì sự nỗ lực của chính quyền thì rất là tích cực, nhưng đang cũng có một số hạn chế về đất khu công nghiệp chẳng hạn. Bây giờ đây là một cái thủ đô mà cũng còn lân các những cái tỉnh lân cận thì rất nhiều cái khu công nghiệp, nhưng mà bản thân thủ đô Hà Nội là chưa đủ. Để khuyến khích và thu hút thì đầu tiên chính là chính phủ cần xây dựng những cơ chế ưu đãi cho những doanh nghiệp trong lĩnh vực này hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, sự thay đổi nhận thức của những nhà đầu tư hiện hữu cũng rất quan trọng để thay đổi tư duy sản xuất đáp ứng nhu cầu của tương lai. Trong suốt thời gian qua, hàng trăm thủ tục đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ủy quyền cho các sở, ngành, quận, huyện thực hiện. Điều này đã giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí và hạn chế nhiều thủ tục rườm rà, nhiều khê trong quá trình đầu tư. Người đứng đầu chính quyền thủ đô cũng nhiều lần tổ chức gặp mặt, đối thoại tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục, chính sách đất đai, thuế. Hà Nội sẽ làm tất cả để tạo môi trường đầu tư bền vững, minh bạch và hấp dẫn cho các doanh nghiệp FDI.